Ôi trời ơi, trời đại ca các bạn ơi. Là trời, con này cứ kiếm mấy á bạn. Biết bự rồi. Trời, con này cỡ ký mấy á. Hành dung luôn. Để đem ra lọc bao cho các bạn coi nè. Trời, biết bự rồi. Được, hết tiếng bịch. Kho mở các bạn ơi. Hai, chào các bạn. Tiếp tục một chuyến đi thăm bẫy nữa các bạn ơi. Bữa nay thăm ở địa điểm bên vùng vuông các bạn ơi. Đây, cũng tới vùng vuông các bạn. Bữa nay thăm hai mấy cái ạ. Giờ cũng mới vừa tới các bạn. Cũng tới địa điểm thăm rồi các bạn ơi. Hổm đặt cũng hai mấy cái à. Bữa nay thăm mong là dạt, có dạt nó khủng đây. Bây giờ đi vô thăm cái đầu tiên các bạn ơi. Vô cái đầu tiên các bạn ơi. Đâu rồi ta? Trời, trời bữa nay em quên cái móc rồi trời. Cái này sao ta? Trời, trời, có cái móc cũng quên. Ôi trời ông nghệ ông mẹ ơi. Rồi rồi, đã ngứa rồi. Ờ, cái này sao lấy cái lọp. Quá xá rồi các bạn ơi. Cái này lấy nhẹ 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 chứ sao. Ủa, cái gì mà nặng quá trời. Trời ông nghệ trời bá kìa trời. Ôi dính các bạn. Không ngựa. Trời đặt đâu ngay chân ống nghệ trời. Con này cũng trọng các bạn. Sẽ cỡ 5-6 lạng. Để dựng máy bắt ra các bạn ơi. Bắt ra các bạn ơi. Cũng trọng quá nè các bạn. Con này hiền quá ta. Con này chắc cỡ trời ơi này á. Con này chắc cũng cỡ 7 lạng các bạn. Trọng quá. Ừ là trời này á. Tưởng ăn chưa. Biết rồi. Cho túi các bạn. Tiền lụm con thấy ngon ha. Đây các bạn. Bảy lạng con đầu tiên. Vậy vô chuột đặt lại các bạn ơi. Chờ ổ ông nó đặt cặp mên quá. Để tới cái tiếp các bạn. Dính con không ngựa 6-7 lặng đã thiệt đụng con nó kìa. Trời không có đem cái móc nó màu không nguy hiểm sao đâu các bạn. Ngồi ra ngoài lấy cái cây vô đây. Chết chuột các bạn ơi. Nó vô chuột ăn lại các bạn. Trời ơi trọng ong nữa. Tục các bạn. Chết cái rồi. Ồ dính nữa các bạn. Trời không ngửa nữa trời.
không gài ông nắng rồi không ngựa chạy nè. Con này dần thực trời cũng đã qua nè các bạn, cỡ con nãy à. Đã quá bài. Con này cũng ê, con này nó gần lột rồi nè, mắt cũng đục rồi nè. Để bắt ra các bạn ơi. Bắt ra các bạn ơi. Đây, con nãy đây. Con này đó chuẩn bị thay da các bạn. Con này cỡ con nãy. Con nãy nó trong lòng vàng quá mà sao đem ra nó màu nó đỏ ra. Đã quá bài. Cho vô túi luôn. Hai con. Đấy. Hai con này ký mấy ạ? À? Đã quá bài. Đây. Quá sướng. Đi vô chuột đặt lại các bạn. Tiếp tục các bạn. Hết biết cái bờ này luôn các bạn. Cái bờ vuông hết biết cái bịch này. Có đường mà chen luôn. Không có lấy cái cây móc. Quên tiêu mà trời. Ủa nặng quá trời các bạn ơi. Trời, con gì mà nặng vậy trời. Ôi trời, đại ca các bạn ơi. Là trời, con này cứ kiếm mấy á bạn. Biết bự rồi. Trời, con này cỡ kiếm mấy á. Thành dung luôn. Để đem ra lọc bao cho các bạn coi nè. Trời, biết tự rồi. Được, hết biết mệt. Kho mở các bạn ơi. Để mở cái cho các bạn xem mà. Đây các bạn ơi, bích lột luôn các bạn ơi. Biết rồi. Quá luôn. Bích lọt luôn. Trời. Con này khoảng 8 kg 3 kg 4 lắm các bạn. Cái 3 kg 4 coi chừng trên nữa. Biết bự rồi. Thì thấy ghê các bạn. Trời, bữa nay dính con trời bá luôn trời. Đây. Ba phan. Rắn này cực độc các bạn. Biết rồi, bích lòng luôn. Hộp dính mấy con nhỏ không gà dính mấy con nhỏ nhỏ không? Có bữa nay dính con sục chà bá. Quá đã các bạn ơi. Để dựng chân chổi bắt ra các bạn ơi. Bắt ra các bạn ơi. Hết biết rồi. Không có cái cây gì mà bắt cái keo nó bắt cái chân trời.
quá xa bự các bạn. Bắt mấy con này phải coi cái túi kỹ kỹ mới được. Quá sướng các bạn ơi. Quá đã các bạn ơi. Đây các bạn, hết biết bự rồi. Con này có ký mấy các bạn? Có nào mình bắt gắn không chuyên nghiệp các bạn thông cảm các bạn. Gắn này cũng ít khi chạm trán với nó các bạn. Đây, ba pha nghìn gánh luôn. Quá sẽ bự. Giờ vô chuột đặt lại các bạn. Quá sướng à, nhưng con này quá đã luôn. Tiếp các bạn ơi, quá trời à, quá trời, cái đường này nó bịch rồi, quá trời nó bịch luôn rồi. Nãy bận con nè, nó rất bự, sướng gì đâu. Mày không gió dữ vậy. Lộp đặt đâu rồi ta? Như thế nào vậy ta? Quá xá nó bịch. Đây, con này. Không có lấy cây móc ứng quá các bạn ơi. Cái này gắn đen dữ lắm. Thôi dính nữa các bạn ơi. Trời không ngửi xíu xíu trời. Con này chừng 3 ống lạng à. Ở đây có bắt không các bạn? Bắt kìa các bạn ơi. Đây, 2 ống ngựa. Bữa nay ngựa chỗ không chạy không ngựa gì mà. Cắn hoài. Cắn đi. Con này chừng 3 ống lạng các bạn. Nắng nắng này trời không ngựa dữ lắm. Nay trúng mánh này các bạn ơi. Lụm con đen khủng là thấy ngon này. Đây, 3 ống ngựa.
2 kg ạ. Đi vô chuột lần lại các bạn. Tiếp tục các bạn. Hôm nay quá trời nắng các bạn. Ôi dính các bạn ơi. Ôi dính ngon hành con chuột chạy. Ngon nha. Cái này lại rồi. Cái này nắng quá sao bắt chạy. Đây dựng bắt ra các bạn ơi. Này con này. Ui hai con đó các bạn ơi. Rồi chờ hai con nhớ xíu một xíu à. Vô nó ăn đường chuột. Xíu một xíu. Vô mẹ hai con bự đi vô hai con nhỏ. Bắt ra các bạn ơi. Đây được 3 con ngựa đó các bạn. Con chuột này sao bắt chợ. Cái bao tay này nó dính. Trời, xíu chuột chui ra. Đây các bạn. Hên quá dính gắn mà còn chuột. Trời cái bao tay này dính. Đây các bạn ơi. Con này chừng 2 lăng rưỡi vậy. Sướng sướng. Bữa nay chút mánh này các bạn ơi. Trời cái túi luôn. Đây còn con nữa. Cái bao tay này. Đây các bạn. Con này nhỏ, con này ăn chút. Quá đã. Quá sướng. Vô cặp mà còn chuột cũng ngon. Bữa nay cũng khá quá các bạn ơi. Đây, bữa nay trúng mánh rồi các bạn ơi. Dạ, vô chuột đặt lại các bạn ơi. Tiếp các bạn ơi. Đấm gán huyền thoại các bạn. Ủa dính nữa các bạn ơi. Ủa bữa nay trúng mánh này trời, dính liền liền trời. Dính liên tục luôn. Quá sướng. Con ngựa các bạn ơi. Con này dằn thật luôn. Quá đã rồi. Bữa nay bắt gắn sướng gì đâu á. Bữa nay trúng ngày con ngựa chạy rồi. Trời nó vàng. Con này chừng 7 lạng nha. Để bắt gào không các bạn ơi. Bắt cá các bạn ơi. Ba
ba con ngựa và hai con hành. Quá đã các bạn ơi. Đây, chạy ra. Nó lẹ quá trời các bạn. Đây. Vàng hức luôn các bạn. Hết biến nó vàng luôn rồi. Con này có 8 9 lạng các bạn, 8 lạng à. Con này nó ú nu à. Vàng hức luôn. Hết biết đã rồi. Rồi bữa nay ra dính gắn liên tục con đãi đâu trời. Còn cũng cả chục cái nữa các bạn. Xuống rồi, bữa nay vô mánh rồi. Cho túi các bạn ơi. Đây. Quá nặng rồi các bạn ơi. Đây. Bọc hấu ngựa và hấu hành với con hấu đất nha các bạn. Con hấu đất này khủng quá. Ô, cái này nặng dữ à. Thì có 3 ký mấy á. 3 ký ngoài. Sướng à. Thì vô lúa đặt lại các bạn ơi. Tục các bạn ơi. Biết cái đấm này gắn này luôn các bạn. Biết nó bịch rồi. Chiếc sào đập cái móc rồi đó. Lỏng như ta. Ù dính các bạn ơi. Ôi là trời, hấu hành trà bá luôn. Trời bữa nay dính gắn như thế mê trời. Dính liên tục luôn. Hết biết bự các bạn ơi. Con này có 8 9 lạng à. Quá đã rồi. Quá sẽ đã các bạn ơi. Sướng sướng sướng. Đem cái bắt ra các bạn ơi. Bắt ra các bạn ơi. Hết biết bự rồi. Trời bữa nay gây dính gắn nhưng mà liên tục cái trời. Bữa nay thăm có hai mấy cái các bạn. Quá đã luôn. Chưa coi. Trời trứng. Chưa ra trời. Gì mà dữ ra. Chú ra. Chú ra. Rồi, nha. Đi lên. Trời quá đã các bạn ơi. Ôi là trời, con này cỡ giống cái ký luôn á các bạn. Biết rồi, trời cục đuôi. Trời ngắn thôi, cục đuôi đã trời. Biết bự rồi. Con này trúng mánh rồi. Quá xa đã luôn. Trời nó đã gì đâu á. Bữa nay bắt gắn sướng đi trời. Dính liên tục luôn. Kiểu này chắc chuyến sau lấy 7 đặt thêm quá. Chắc dùng này chắc không có ai đặt quá các bạn. Nó chạy dữ vậy. Đây, quá xa các bạn ơi. Một bao luôn. Cho túi các bạn. Sướng gì đâu trời. Trời bón này vô nó nặng, thật biến nặng rồi. Cả 4 cái máy rồi các bạn. Trúng mánh này, này trúng mánh này.
Trời ơi. Cực. Quá trời sướng luôn rồi. Thì vô lúa chuột đặt lại các bạn. Tới cái tiếp quay cho các bạn xem. Chụp các bạn. Nó tiếp cái năm thầy rồi. Quá xa. Quá xa luôn. Trời quên đem bao tay vô trời. Đem bao tay vô cái các bạn. Ghê quá. Coi mà trong lọng gì ta. Cái gì đang thui trời. Ồ dính nữa các bạn ơi. Trời cái hổ nữa, hổ đất nữa. Trời bữa nay dính gắn liên tục luôn trời. Đã gì. Nó biết đã các bạn ơi. Con này nhỏ, con này cái cỡ 5-6 lạng các bạn. Đem ra bắt các bạn. Đem ra ngoài bắt luôn. Bắt gà luôn các bạn. Đây con cá bự đá đó các bạn. Bữa nay đem 3 túi luôn. Các bạn ơi. Ứng ăn chưa? Để cây luôn. Các bạn ơi. Đã quá. Con này phán nửa ký các bạn. Nãy giờ được 2 con các bạn. Đây, con bự đây. Hết biết bự rồi. Con này chắc khoảng cỡ ký 4, ký rưỡi các bạn. Cỡ ký 4 rồi. 2 con. Chị vô chuột đặt lại các bạn ơi. Tục các bạn ơi. Đặc biệt cái đám, cái đám sậy gắn này các bạn. Tàu tàu ta. Đây. Có gì không đây.
nhô te các bạn, con chuột chết cái à. Còn 3 cái nữa hết rồi các bạn. Tiếp tục các bạn, bò lá này có 2 cái các bạn, 2 cái này có 2 cái cuối cùng các bạn, này dính gắn cứng thiệt. Ồ dính các bạn, ồ hành này xíu 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 à. Trời, 2 con đó các bạn ơi, 2 con nhỏ xíu. Trời, nãy giờ dính dựng chỗ bắt ca bạn ơi, bắt ca bạn ơi, trước rồi trời, nãy giờ đây bao gắn khổng lồ. Hôm nay trúng mánh luôn rồi các bạn ơi. Chắc nhỏ quá nó vô nó ăn chuột không được, nó mới dính. Hai con các bạn đây. Hai con nhỏ xíu, hai con dùng 4 lạng vậy, quá đã. Dính gắn cặp mới sướng. Đây bao gắn không lồ, bỏ vô bài. Ôi trời ơi trời, bỏ vô biến nặng hết trời, hết biết rồi. Bột này cỡ 5-6 kg các bạn. Thứ hai hồ đất bữa nay cũng khá nha, quá xa rồi. Sướng quá trời sướng à. Con hổ hành này bự chà bá luôn. Dạ, yeah, giật chuột lại các bạn ơi. Cũng hết chuột luôn à, còn 1 con 2 con nữa. Tốt các bạn ơi. Chỗ nào vậy ta? Cái này cái cuối cùng nữa các bạn. Trong lỏng vậy ta. Ồ dính nữa các bạn ơi. Trời, mỗi cái một con á trời. Con hành nó xíu à. Vậy bắt ra các bạn ơi. Bắt ra các bạn ơi. Ai, có cái khổng lồ. Thái xuống các bạn. Đây. Còn lớn nè. Ôi trời. Cái này tầm 2 mấy cái các bạn. Biết rồi. Đây chắc cỡ 6 kg các bạn. Đây, thứ hai hổ đất. Đây, hai hổ đất. Cũng như đây. Đây chắc cũng cỡ 7-8 kg rồi các bạn. Con này quá trời trúng rồi các bạn ơi. Con này nhỏ. Trời, quá đã.
con này có ký mấy các bạn, quá sướng, ba phang gánh luôn, đen thì ly luôn. Vậy video mình cũng xin kết thúc tại đây các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Bye bye các bạn. Bye bye.